life story of the Buddha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về cuộc đời của Đức Phật. But for today, I cannot explain from Buddha's point of view that. Chỉ với một buổi này thì tôi không thể đủ thời gian để mà chia sẻ về toàn bộ cuộc đời Đức Phật từ lúc ngài đản sanh cho tới lúc ngài nhập niết bàn. Tonight, I hope I can explain up to the Buddha enlightenment. Vì vậy tôi hy vọng là tối nay đủ thời gian tôi sẽ giải thích tới lúc mà Đức Phật giác ngộ thôi. So, you may have known the Buddha's personal name. You may have known the Buddha's personal name. Có lẽ quý vị đã biết về cái tên của Đức Phật. His name was Siddhartha. Tên của ngài tiếng Pali là Siddhartha. And one more question. Một câu hỏi nữa. When did Siddhartha attain jhana? Have you ever known Siddhartha has attained jhana before he got enlightenment? Và quý vị có biết là khi mà Thái tử Siddhartha trước khi mà trước khi thành chánh Phật chánh đẳng chánh giác thì ngài đó đã đắc được các tầng thiền chưa? Quý vị có biết điều này không? Và khi nào thì Thái tử Siddhartha đắc được các tầng thiền? Cái thời đoạn thời gian nào mà Thái tử Siddhartha đắc các tầng thiền? In which age did he take jhana? Và trong cái độ tuổi nào tầm tuổi bao nhiêu tuổi thì Thái tử Siddhartha đắc thiền? 7 years old. 7 years old. 7 tuổi là quá nhiều rồi đấy. So when did he begin sit? Thật ra ngay khi mà ngài bắt đầu là một đứa trẻ bắt đầu biết ngồi thì ngài đã đắc được các tầng thiền. Maybe that's not 1 year, maybe, right? Có lẽ là cho nên có lẽ là sẽ ít hơn 1 tuổi. So Siddhartha, when his father was bluffing by the feet. Và vào một cái dịp lễ khi mà vua cha làm cái lễ hội cây bừa cho nông dân. Maybe he was less than 1 year. Thì lúc đó là có lẽ là ngài mới chưa tới 1 tuổi. Sitting under a rose apple tree, he starts practicing. He started practicing mindfulness of breathing, and he got to the first jhana. Và vào cái lễ hội đó thì khi mà vua cha và mọi người xuống rung ruộng để làm lễ thì lúc đó ngài ngồi được và ngài ngồi dưới bóng mát của cây và ngài ngồi khoanh chân và ngài thiền hơi thở và có ngài lúc đó ngài đã đắc được có lẽ là lúc đó là tầm sơ thiền của thiền niệm hơi thở. How do we believe that he got to the age? Và làm sao mà chúng ta có thể tin được rằng Đức Bồ Tát và Thái tử Siddhartha có thể đắc được tầng thiền ở cái độ tuổi đó? We have different age here. Bây giờ chúng ta ở đây có rất là nhiều cái độ tuổi khác nhau. Then we also have different interests. We also have different interests. Và chúng ta cũng có những sở thích khác nhau. A Bodhisattva had been practicing meditation in many lives. Đức đối với Đức Bồ Tát thì ngài đã hành thiền trong rất nhiều kiếp. So it became his habit. Và nó trở thành một cái thói quen của ngài. You know, nowadays also there were many, many young boys and young girls. They can graduate within a few years old, maybe within 10 years old, they can graduate, they are graduating already because of their past quality. They can graduate? They can be graduated within 10 years. Eh? When they were 10 years old, something like that. Yes, special talent. In the school,
những em bé trai, em bé gái thật ra có thể thì khoảng 10 tuổi là đã có thể tốt nghiệp cao học hoặc là đại học rồi, đó gọi là những thần đồng trong cuộc sống thực tế. Chúng ta thấy nhiều trường hợp như thế trên thế giới đã xảy ra. So even in Myanmar, we have many boys. They can remember many of body texts when they are 3 years old, 4 years old, 5 years old. They have memorized many of body texts. It's unbelievable. That's because they are masked. It happened. Và thật ra ở Miến Điện cũng vậy, có rất nhiều những cậu bé, những bé trai và bé gái 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi nhưng mà có thể nhớ được rất rất nhiều đoạn kinh ở trong tạng kinh Pali. Và điều này mọi người dường như không thể tin được khi thấy mà những cậu bé, cô bé đó có thể nhớ được nhiều như vậy và chính xác như vậy. Đó là vì sao? Đó là những cái ba la mật mà người, những kiếp sống trước đó, người đó đã tích lũy và tu tập. Okay, we're going to talk about Buddha. Bây giờ trở lại, chúng ta nói về Đức Phật. So Bodhisattva Ajahn Annamalajana, when he was very young. Và Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha đã đắc được tầm thiền khi mà Ngài còn rất nhỏ. Then we have to talk about his old age. Và chúng ta sẽ nói về cái độ tuổi khi mà Ngài lớn lên. Okay, is there anybody who knew that Bodhisattva renounced? Is there anybody who knew, who knows that Bodhisattva renounced? Ở đây có mọi người có biết là Đức Bồ Tát đã xuất gia không? Which age? Ở độ tuổi nào Đức Bồ Tát đã xuất gia? Mọi người biết không? Rồi tuổi nào Đức Bồ Tát xuất gia? 29 years old. 29 years old, okay. It's easier. Vâng. Somebody answer, I can make my grammar shorter, right? Vậy thì nghĩ là ở đây hội chúng cũng có sự hiểu biết về cuộc đời Đức Phật rồi. Nếu vậy thì tôi có thể giảng về cuộc đời Đức Phật một cách ngắn gọn hơn, dễ dàng hơn. You know, the main point is, actually there are many things that happen between this jhana and his early life. But now I will just talk about his early life. Và từ cái độ tuổi lúc mà còn một đứa bé gần 1 tuổi, Ngài đắc thiền cho tới khi Ngài xuất gia 29 tuổi, thì trong cái khoảng giữa đó có rất nhiều sự kiện đã xảy ra. Nhưng ở đây tôi chỉ nói về một cái vấn đề chính đó là khi mà Ngài bắt đầu xuất gia thôi. We have one special usage called Sangrika in Pali. Chúng ta có một cái điều quan trọng gọi là Sangrika, trong tiếng Pali là Sangrika, nó là một cái sự khẩn thiết. Sangrika means sense of urgency, but we also can understand another way. When we have very strong samvega, we become very humble. Và cái chữ samvega dịch ra thì có nghĩa là một cái cảm giác khẩn thiết, một cái cảm giác tắc bắc trong lòng. Cái cảm giác đó là về sự thấu hiểu về sanh tử và cái cảm giác muốn thoát ly, muốn giải thoát. Thì đó là cái ý nghĩa của chữ samvega. Và nói một cách khác nữa, thật ra những người mà có cái Sangrika đó thì họ có cái tính cách của họ trở nên sẽ rất là khiêm tốn. Then again, when Bodhisattva renounced, there's also some reason for Sangrika. They are four omen: aged, we get it, an omen, a sick man, and the dead body, corpse, and a big group. Và cái sự thật ra khi mà Đức Bồ Tát xuất gia là bởi vì Ngài gặp bốn cái điều nó làm cho Ngài khởi lên cái Sangrika ở trong lòng rất là mạnh mẽ. Đó làm cho Ngài khởi lên cái, Ngài thấy những cái khổ và Ngài khởi lên cái sự ước muốn thoát ly khỏi gia đình, ước muốn thoát ly khỏi đời sống thế tục và để đạt được cái sự giải thoát.
thì là bốn cái điều mà khiến cho ngài khởi lên cái samvega là gì? Đó là khi ngài thấy một người già, khi ngài thấy một người bệnh, khi ngài thấy một người là một tử thi đã chết, và khi ngài thấy một người tu hành giải thoát với cái dáng vẻ, cái hạnh thanh tịnh. When Bodhisattva saw an old man, he realized that everybody must be old. Khi ngài thấy một người già, và ngài nhận ra rằng, tất cả mọi người rồi sẽ già đi. Then there will be some question. Sẽ có vài câu hỏi. People thought that Siddhartha had never seen an old man, but in reality, his father was also old. He had seen an old man by his father, but not that much ugly old. Và quý vị có thể hỏi rằng, thì Đức Phật Thái Tử Siddhartha trước đó cũng đã thấy người già rồi. Ví dụ như cha của ngài cũng già, thì tại sao trước đó ngài không có khởi lên cái cảm giác cái samvega? Thì thật ra là bởi vì cha ngài già, hoặc là những cái quan cận thần của cha ngài cũng già, nhưng mà những cái sự già của cái người đó không có quá là xấu xí, không có quá là thể hiện cái tướng già, không có quá rõ rệt, không có già nua mà lưng còng gối mỏi như là cái người mà ngài thấy ở cái phòng thành. I was seeing an old man. Siddhartha felt sense of urgency and no more proud of his youth. Và khi ngài thấy người đàn ông già đó, thì ngài khởi lên cái cảm giác sân si ngài trong lòng, và lúc đó ngài không còn tự kêu về tuổi trẻ của mình nữa. So when we are young, we are proud of our youth. Khi chúng ta trẻ, chúng ta sẽ có cái cảm giác hãnh diện, tự hào, tự kêu về cái tuổi trẻ của chúng ta. Okay, now, many young people. Như ở đây, tôi thấy có rất nhiều người trẻ ngồi ở đây. You may be proud of your youth. Và có lẽ quý vị cũng có sẽ có sự kiêu hãnh về cái sự cái tuổi trẻ của mình, cái sức trẻ của mình. We have some conditions of improper time to meditate. Và chúng ta có những cái lý do, có những cái điều kiện để bào chữa là cái thời điểm này chúng ta không có thích hợp để hành thiền. We have two different agents. The first one is just normal aging, that we grow older and older normally. This one is not the problem until we have, as long as we have strength or energy to meditate, it will be okay. Có hai loại già, một loại là già đi một cách bình thường, là giống như chúng ta là mỗi ngày tuy là ngoài chúng ta không thể hiện nhiều ở cái vẻ bề ngoài, nhưng mà mỗi ngày chúng ta đang già đi, từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm nọ chúng ta già đi, nhưng mà chúng ta ít thấy rõ, và cho tới khi mà chúng ta vẫn còn sức khỏe, vẫn còn sức mạnh, thì lúc đó chúng ta vẫn còn có thể hành thiền được, thì cái điều này không có thành vấn đề lắm. Cái tuổi già bình thường như thế không có trở thành vấn đề lắm. Okay, to make it easier, we better divide two. The first one is the aging. Although we become very old, we can maintain our body, we can go by ourselves, we can eat by ourselves. This is the time to meditate. Và để nói cho dễ hiểu hơn, thì thầy không làm hai loại. Nếu mà chúng ta là có cái tuổi già bình thường, mặc dù chúng ta mỗi ngày một già đi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tự ăn được, tự đi được, tự làm chủ cuộc sống mình được, vẫn có sức khỏe, thì lúc đó chúng ta
là cái thời điểm mà chúng ta có thể hành thiền được. When we are too old, we cannot carry our body by ourselves. We must be somebody who accompanies us. We cannot eat by ourselves. Then we cannot stand up by ourselves. It's not the time to meditate. Nhưng cái kiểu già thứ hai là khi mà chúng ta bước qua cái tuổi mà hơi quá già rồi, thì lúc đó chúng ta không thể tự mình ăn mà phải nhờ người khác nấu ăn. Chúng ta không thể tự mình đi mà phải nhờ người dìu đi. Chúng ta không tự thể tự mình ngồi dậy mà phải nhờ người khác ngồi dậy đã giúp mình đỡ mình dậy, thì lúc đó chúng ta không thể hành thiền được nữa. Then Siddhartha realized, seeing an old man using walking stick, walking slowly, then he thought, that is it, old. When we become that much old, we cannot meditate. He has such a high disease. Và khi Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha thấy người đàn ông già ở cổng thành, ông chống cây gậy, ông đi và khòm lưng rất là và dáng đi rất là lụm hụm và cái vẻ già yếu tàn tạ, thì lúc đó ngài nhận ra rằng khi mà ta già như thế thì ta sẽ không thể nào hành thiền được. Và lúc đó cái cảm giác samvega khởi lên trong ngài rất là cấp thiết. Then again, second sense of urgency. Old man is sick man. Và cái lần thứ hai mà ngài khởi lên cái samvega mạnh đó là khi ngài thấy một người bệnh. So he was happy. He had never known anything about sickness. Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát đang ở cái tuổi thanh niên tràn đầy sức khỏe và ngài sức này rất là mạnh. Cho nên ngài chưa bao giờ ngài kinh nghiệm được về cái bệnh tật. Okay, he also we can divide into two conditions of sickness. Ở đây chúng ta cũng có thể chia nó hai loại bệnh. Everyone has sickness. Thật ra tất cả mọi người đều có bệnh. But we can carry our body, we can go by ourselves, we can eat by ourselves. It's the proper time to meditate. Nhưng tuy bệnh nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được, mà tự mình đi, tự mình đứng, tự mình ăn, tự mình làm việc, thì lúc đó chúng ta vẫn có thể hành thiền được. When we have very serious sickness, if we cannot go anywhere without any companies, that means not the time to meditate. Nhưng có những cái lúc mà chúng ta bệnh rất nặng thì chúng ta có khi chúng ta không có thể đi đâu được nếu mà không có người khác giúp đỡ, thì lúc đó không phải là thời gian thích hợp để hành thiền mà cũng không thể hành thiền được. So when seeing a sick man, Bodhisattva can remove the pride of his head. Và khi ngài thấy cái người bệnh nằm vật vờ như vậy, thì lúc đó ngài biết là ta cũng sẽ một ngày cũng sẽ bệnh như thế, và khi đó ngài không còn cái sự kiêu hãnh về sức khỏe nữa, sức mạnh sức khỏe. So when we are healthy, also we are proud of our health. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta khỏe mạnh chúng ta cũng tự hào và chúng ta tự tin về cái sức khỏe của mình. Quý vị có hay đi kiểm tra sức khỏe không? Then how many weaknesses in your body? Và quý vị có những cái có bao nhiêu vấn đề về trong cái thân của mình? Then if you have little weakness, all other your friends have many weakness, so we proud of your head. Okay, chúng ta kiểm tra chúng ta chỉ có thấy có vài một ít giống như cái điểm ví dụ cholesterol hay này kia thôi, ít hơn thì hoặc là bạn nên hẹn, thì lúc đó mọi người sẽ cảm thấy hãnh diện về cái sức khỏe của mình. The first time when I do medical check-up in Korea. Cái lần đầu tiên khi mà tôi kiểm tra sức khỏe ở Hàn Quốc. Year 2010, 8 years ago. Lúc đó là năm 2010, 8 năm, cách đây 8 năm. I have never been to a hospital for medical check-up. This is the first time.
Và từ trước tới tới năm tới thời điểm đó mình chưa bao giờ mà ngoại đi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cái năm 2010 là lần đầu tiên tôi đi kiểm tra sức khỏe. Then when I know I have a 6 weakness in my body. À, và khi kiểm tra ra thì có 6 cái bệnh tôi có thể tôi có 6 cái bệnh. My mind down. À, và lúc đó tâm tôi chùng xuống. I don't used to give time, so I don't used to go here and there, just meditate. À, và lúc đó tôi không có muốn đi đây đi kia, không có muốn phải là thuyết pháp, mà tôi chỉ muốn dành thời gian để hành thiền thôi. That's one of the our translator, Mongolia Vikus, show his results. What's that mean? À, và nhưng mà sau đó thì cái người thông một cái vị sư thông dịch người Hàn đưa cái bản kiểm tra sức khỏe của vị đó cho tôi xem thì cái kết quả kiểm tra của vị đó là nhiều bệnh hơn tôi nhiều. Đâu có sao vậy? Và lúc đó thì tôi không còn cái sao vậy ra nhiều lắm nữa. So that means if we have mana pride, we may not have something else. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta vẫn còn cái sự kiêu hãnh, vẫn còn cái sự tự hào về sức khỏe của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ không có, thì sẽ không có khởi lên cái samvega, cái cảm giác khẩn thiết, cấp thiết của mình. Then, okay, this means samvega and mana cannot rise together. Điều đó có nghĩa là cái cảm giác cấp thiết, khẩn thiết, cấp thiết tu tập và cái tâm mà hãnh diện tự hào á, nó không thể khởi lên cùng một lúc. The another one is another samvega. When seen, it comes, it just body. Và khi và một cái sự khẩn thiết khởi lên nữa là khi Đức Bồ Tát thấy một người chết. So when we pass away, this is the end of the life. Khi chúng ta chết thì đó là chúng ta đã đi đến cuối đời. Siddhartha had never known anything about death. Đức Bồ Tát Siddhartha lúc bấy giờ chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ biết về cái chết. When knowing that was death, he had very strong sense of urgency, and he also subsides his pride of longevity. Và khi Đức Bồ Tát thấy người chết và ngài biết rằng ngài biết về cái chết, ngài biết là một ngày mình cũng sẽ chết, thì lúc đó trong tâm ngài không còn khởi lên cái sự kiêu hãnh về tuổi thọ. When we are old also, we are proud of our age. Nhiều khi chúng ta mặc dù chúng ta when we are old also, we are proud of our age. Nhiều người nhiều khi chúng ta già chúng ta lại hơi hãnh diện về cái tuổi già của mình, tức là cái tuổi cao của mình á, hỏi bao nhiêu tuổi thì mình giống như mình lớn hơn người khác ấy, thì cái đó là sự tự hào về cái tuổi cao. So we have many people senior. Ở đây cũng có rất là nhiều người lớn tuổi. How about your mind? Cái tâm của quý vị thế nào? I don't know what Vietnamese. In Myanmar we have that kind of problem. Tôi không biết về người Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở Miến Điện chúng tôi có một cái vấn đề đó, tức là những người gọi là tuổi cao, niên cao lập trưởng, họ có cái sự tự hào về cái tuổi thọ của họ, sự tự hào về cái giống như tôi là lớn nhất, tôi là lớn hơn những người trẻ người khác. Okay, for example, parents and children. Ví dụ như cha mẹ và con cái. When parents say something to the children, okay, children must listen. When the children respond something to the parents, they will not listen. Khi mà cha mẹ bảo con cái làm gì thì con cái phải nghe. Nhưng mà khi mà con cái có cái phản ứng lại thì cha mẹ không đồng ý, không chịu. Then they say, I eat rice earlier than you. Và khi đó cha mẹ sẽ nói gì? Cha mẹ ăn cơm sớm hơn con. Right. Cái đó là một cái giống như cái kiểu thành ngữ hoặc cách nói ở bên tiếng. Right. So in Vietnam, so you eat rice. Ở Việt Nam quý vị cũng ăn cơm đúng không? But I have seen on the way many green carpets. Khi mà tôi ở trên đường
nhiều cánh đồng lúa. Right? Vietnamese are rich with green carpets. Green carpets, right? Many fields. Yes. Right? Việt Nam có rất nhiều cánh đồng lúa. So, you may be proud of, I eat rice earlier than you. Nhiều khi chúng ta thấy những người trẻ hơn mình, những người nhỏ hơn mình, chúng ta sẽ hãnh diện, sẽ nói là tôi ăn cơm nhiều hơn bạn, sớm hơn bạn. Okay, now, I'm going to talk about the last one. The last one. Oh, the one is seeing an orient person. Trở lại về cuộc đời Đức Phật thì tôi sẽ nói về tới cái điểm thứ tư, Đức Bồ Tát lúc đó Ngài thấy một người xuất gia. Then, many people ask, what is the Nirvana? Then, when we answer very simple things, like there's a normal rebirth, there's a normal death, there's a normal sickness, there's a normal aging, this is called Nirvana. Và khi có nhiều người họ thắc mắc, họ không biết Niết Bàn là gì, thì chúng ta hay trả lời một cách đơn giản là Niết Bàn thì không có sanh, Niết Bàn không có già, Niết Bàn không có bệnh, Niết Bàn không có chết. The Bodhisattva thoughts very simple, very simply. If there's a darkness, there's the light. Và lúc bấy giờ Đức Bồ Tát Ngài nghĩ rất là đơn giản. Nếu có bóng tối thì nghĩ là cũng sẽ có ánh sáng. And similarly, if there's a death, there must be deadness. Và cũng giống như vậy, nếu có sự chết đi, sự tử vong thì cũng sẽ có sự bất tử. Then you look for the way to overcome aging, sickness, death. Và vì lý do đó, Ngài tìm con đường mà có thể vượt qua già, bệnh, chết. So, finally, everybody knows the renounce. Và cuối cùng thì vì những cái sự kiện đó, vì cái sự khẩn thiết, cấp thiết tu tập giải thoát, Ngài đã xuất gia rồi bỏ gia đình. So he practiced meditation in the forest. Và Ngài hành thiền ở trong rừng. Then, here I should talk about Bodhisattva's teacher. Ở đây bây giờ tôi nói về những người thầy của Đức Bồ Tát. The first teacher after newly ordained, he approached one teacher called Alarakalama. Và cái người thầy đầu tiên sau khi xuất gia, Đức Bồ Tát đến học đó là Ngài Alarakalama. So that ascetic had attained seventh jhanas. Và người đạo sĩ Alarakalama đó đã đắc được tới tầng thiền thứ bảy, bảy tầng thiền. Then, he also asked, what do you declare? What attainment have you attained? Well, Bodhisattva asks, Alarakalama could explain every steps in detail. Người đạo sĩ đó đã chứng được bảy thiền chứng, và khi Đức Bồ Tát đến và xin theo học với Ngài đạo sĩ đó, thì Đức Bồ Tát hỏi là thiền chứng nào mà Ngài đã đắc được, thì lúc đó vị thầy đó giải thích chi tiết từng bước cho Đức Bồ Tát. Then, Bodhisattva thoughts. He also has very strong confidence, faith. I also have very strong confidence, faith. He is who? Alarakalama. Và lúc đó Đức Bồ Tát nghĩ rằng đạo sĩ Alarakalama có cái sự tự tin rất là lớn, vậy chúng ta cũng sẽ tự tin giống như vậy. So here I should talk about Santa, faith. Và ở đây
niềm tin. So Shraddha means belief in the quality of Buddha, Dhamma, and Sangha. Shraddha là niềm tin, là tín. Thì tín có niềm tin về cái gì? Đó là có niềm tin về ông Đức Phật, có niềm tin về ông Đức Pháp, có niềm tin về ông Đức Tăng. This must be simple for Buddhists. Điều này rất đơn giản đối với người Phật tử bây giờ hay không? Moreover, we must believe in three trainings: Sila, Samadhi, Vipanya. Thêm nữa, chúng ta cần có niềm tin, có đức tin về ba cái vô lậu học. Đó là giới, Sila, Samadhi, Vipanya. Giới, về định, về tuệ. So do you believe that sila is beneficial? Quý vị có tin rằng giới có lợi ích không? Then we must also believe the benefit of three trainings. We must also believe in the benefits of three trainings. Chúng ta cần phải có niềm tin về ba vô lậu học, tức là khi mà thực hành ba cái điều này thì chúng ta sẽ có thể chứng ngộ, đó là giới, định, thành tuệ. You think sila is beneficial? Quý vị có nghĩ rằng giới có đem lại lợi ích cho chúng ta hay không? Okay, I'm going to say practically. What's the village here? Village name? Bây giờ thầy sẽ nói một cách thực tế thì tên cái làng này là tên gì? Làng này tên gì? What is your name? Tên này. No. Lan Nguyễn. Lan Nguyễn. Okay. So, if all the villagers here observe five precepts very strictly. Nếu mà nguyên cái, như quý vị nghĩ xem, nếu mà tất cả dân làng của cái làng Lan Nguyễn này đều giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc. Then one more question. Do you have the fence of your house? Quý vị ở nhà quý vị có hàng rào không? Do you put up the fence in your house? Quý vị có ở nhà có hàng rào không? You cost a lot of money, right? Có phải quý vị có nhiều tiền không? If all the people of some precepts don't do put up the fence. Nhưng mà thật ra nếu mà tất cả mọi người đều giữ giới thành nghiêm khắc thì sẽ không có, thì chúng ta không cần phải xây hàng rào làm chi. Right? Then you also have to lock the door, right? Chúng ta cũng cần phải khóa cửa, đúng không? If all the people of some precepts don't need to lock the door. Nếu mà tất cả mọi người đều giữ giới nghiêm túc thì chúng ta không cần phải khóa cửa nữa. Do you have police station? Quý vị có cái đồn cảnh sát ở gần đây, có đồn cảnh sát không? If all the people knows that five precepts very strictly, no need police station. Nếu mà tất cả mọi người đều giữ năm giới một cách nghiêm túc thì cũng không cần phải có cảnh sát, phải đồn cảnh sát. Then one more thing. How many times do you quarrel each other? Quý vị có từng bao nhiêu lần quý vị đã cãi nhau với người khác rồi? If you observe five precepts strictly, you don't need to quarrel. Nhưng nếu mà quý vị hoặc là những người xung quanh mà giữ năm giới một cách nghiêm túc thì không có cần phải cãi nhau. Sometimes people ask, "Bandi, how many are the benefits of five precepts?" Có lúc có người hỏi tôi, thưa thầy, cái lợi ích của giữ giới là gì? I answer very simply. I cannot calculate how many benefits. Và lúc đó tôi trả lời một cách rất đơn giản, tôi không thể đếm được bao nhiêu lợi ích. So I just list out very simple things. You don't need to put up a fence, you don't need to lock your house,
You don't need to go to the police station. You don't need to go to the trial court. No prison, right? Và tôi chỉ trả lời một cách đơn giản là nếu mà mọi người giữ giới một cách nghiêm túc thì chúng ta không cần phải có hàng rào dựng quanh nhà, không cần phải khóa cửa, không cần phải đi đến đồn báo cảnh sát, không cần phải người ta không cần phải xây nhà tù, vân vân, rất là nhiều thứ. Mình rất là khó khăn. Và cũng không cần phải cãi nhau với người khác. You don't need to use stick or stone or any weapons. Không cần phải dùng gậy, dùng đá, dùng vũ khí. So, the key point is, we must believe in the benefits of three trainings. See that? Smiling by now. Vì vọng lý do đó, tôi đi đến một cách kết luận nhanh là chúng ta nên có cái niềm tin, có đức tin vào giới, vào định, vào tuệ. So if we believe that sila is a beneficial, then we will observe this very well. Nếu chúng ta có đức tin rằng giữ giới sẽ đem lại sự lợi ích, thì chúng ta sẽ giữ giới một cách nghiêm túc. Then we also have to believe in past, present, future existences. À, chúng ta cũng cần có đức tin về các kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp tương lai. So in brief, we must believe in karma and its result. Một cách ngắn gọn, chúng ta cần phải có đức tin, có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. If we do good things, good action, good result will come to us. If we do bad things, the result will come to us. Nếu chúng ta làm điều thiện lành, điều tốt thì quả tốt đẹp sẽ trở sẽ chúng ta sẽ hưởng được quả tốt đẹp. Nếu chúng ta làm điều xấu, điều ác thì chúng ta sẽ bị những quả xấu ác. Khổ đau. Then Bodhisattva Gautama he sat down with sat down of Anuruddha. Và lúc bây giờ Đức Bồ Tát đã so sánh về cái đức tin, cái niềm tin của mình đối với vị thầy Alaka. Similarly, viriya, efforts. Cũng giống như vậy về tinh tấn, về sự tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là siêng năng, cần mẫn. As Anuruddha Kalama was very diligent, Bodhisattva was also very diligent. Ngài nghĩ rằng đạo sĩ Anuruddha Kalama đã rất là tinh tấn. Vậy thì ta cũng sẽ rất là tinh tấn. Then mindfulness. Và sau đó là chánh niệm. Concentration. Định. Wisdom. Tuệ. After comparing, he tried very hard. Within few days, he could take 7 jhanas. Sau khi so sánh về giới, về đức tin, về chánh niệm, định tuệ, và ngài đã tinh tấn nỗ lực rất là cần mẫn trong suốt vài ngày, và chỉ vài ngày thì ngài đã đắc được 7 thiền chứng. Okay, now I shall ask you, do you believe that you can take jhana? Bây giờ tôi nên hỏi quý vị một câu, quý vị có tin rằng quý vị có thể đắc được thiền chứng hay không? Believe. Có tin hay không? Then do you think you have enough energy to practice to attain jhana? Và quý vị có nghĩ rằng mình sẽ có đủ năng lực, có đủ lực, đủ sức để mà thực hành cho tới khi mình đắc được các tầng thiền hay không? Quý vị có tin rằng như vậy không? Sure. Chắc không? They say yes. Okay, one more question. Do you wish to get money? Một câu hỏi nữa, quý vị có muốn có tiền hay không? Yes. Do you wish to attain jhana? Do you wish to attain jhana? Quý vị có muốn đắc các tầng thiền hay không? Yes. Then you have to choose one of the two, money and jhana. Which one will you choose? Nếu mà giữa quý vị có hai sự lựa chọn thiền, các tầng thiền và tiền, thì quý vị sẽ chọn cái nào? They say jhana. In your daily life, how do you share your time?
You spend your time for money or you spend your time for junk? Trong cuộc sống hàng ngày, những cái hoạt động của quý vị chia phân chia thời gian như thế nào? Quý vị phân chia thời gian để kiếm có tiền hay quý vị phân chia thời gian để có tiền trên thực tế? That means you are not that much diligent enough to attain jhana. That means you are not diligent enough to attain jhana. Khi mà thầy hỏi cái câu hỏi đó thì quý vị tự biết gì đúng không? Thì điều đó có nghĩa là quý vị chưa đủ tinh tấn để mà chứng đắc, để có thể chứng đắc các tầng thiền. So, okay, after that, we will go to the easier way, right? Bodhisattva, attain seven jhana, then you go to another disha. Udaka, Rama Buddha. Trở lại về Đức Bồ Tát, khi mà Ngài đã đắc được bảy thiền chứng với Ngài Anuradha-kalama thì Ngài đi đến học hỏi với một đạo sư khác tên là Udaka Rama Buddha. Then he attained eight jhana. Và với đạo sĩ Udaka Rama Buddha này thì Ngài được đạt được tám thiền chứng. The Bodhisattva also could practice very well. Và Đức Bồ Tát có thể thực hành thiền rất là tốt. After attaining eight jhanas, he also realized that jhana is not the way to deadness. Jhana is not the way to deadness. Và sau khi đã thực hành tám thiền chứng này, thì Ngài nhận ra các tám thiền chứng này không phải là con đường đưa đến sự bất tử. Then he left his teachers and spent his time alone. Then he just meditates his own way. Và sau đó khi Ngài nhận ra điều đó thì Ngài rời bỏ các hai vị thầy và Ngài đi vào rừng, Ngài thực hành theo cách của mình. Then you may have known five ascetics came and took care of Bodhisattva. Quý vị có thể đã biết rằng đã có năm vị tu khổ hạnh đến ở xin cư ngụ cùng và chăm sóc Đức Bồ Tát. Then when he was practicing in Uruvela forest, he eats very little. Khi Đức Phật hoặc hành khổ hạnh trong rừng, Ngài ăn rất là ít. His body became very thin. Thân thể của Ngài trở nên vô cùng ốm. His body became very weak and he could not walk properly. When walking, he could not walk anymore, then he just dropped down. Và khi ngài ăn ít như thế thì Ngài cũng trở nên rất là yếu đến nỗi mà Ngài không thể đi một cách tự nhiên thích hợp được. Ngài đang đi và Ngài khuỵu xuống. Then one more thing. After practicing a very long time, he could not attain or enter into any jhana anymore. Và một điều quan trọng nữa là sau khi thực hành khổ hạnh một thời gian, Ngài không thể nào nhập vào các tầng thiền lần gì cả. Then he realized there is something wrong. Sau đó Ngài nhận ra là có điều gì đó sai đối với cách thực hành khổ hạnh. Then he started eating normally and he could regain his strength, he could meditate very well. Finally, he attained Buddhahood. Và sau đó, sau khi nhận ra điều đó, và Ngài trở lại ăn uống một cách bình thường, sau đó Ngài lấy lại được cái sức khỏe bình thường và Ngài có thể thực hành thiền tốt, Ngài có thể nhập vào các thành thiền và Ngài thành thiền cho tới minh sáng và sau đó đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác. Okay, now I think we could pick up on the last part. How he attained Buddhahood. Và bây giờ tôi chỉ nhấn mạnh nói về tiếp điểm là làm cách nào, làm như ngày thành như thế nào để mà có thể đạt được Phật quả. So at the very day after lunch, the Buddha spent his time in the forest alone. He started practicing Anapanasati, mindfulness of breathing.
Và sau khi nhận 49 năm cơn và ngài thọ trai hôm đó, ngài ở ngoài kiếm một chỗ thanh tịnh vắng vẻ ở một mình trong rừng và ngài bắt đầu hành thiền. Then he also had attained fourth jhana. Và sau khi hành thiền thì ngài đã được tầng thiền thứ tư, ngài nhập vào tầng thiền thứ tư. Then in the evening we came back, we came to Pukaya, no? Near Bodhi tree. He started practicing Kasinas. Và sau vào buổi tối khi mà ngài tới chỗ cội Bồ Đề ở dưới bên chỗ cái địa điểm là Bồ Đề Ganga bây giờ Ấn Độ, ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó và ngài hành thiền và ngài hành Kasina, thấy được một phần Kasina. Then how can we know that Bodhisattva practice Kasina? Làm sao chúng ta biết được lúc đó là ngài mà hành các đề mục Kasina? There is the proof of Kasina, because Bodhisattva attained sacred powers. There is the proof of Kasina, practicing Kasina, because Bodhisattva has attained sacred powers. Bởi vì chúng ta biết ngài hành Kasina bởi vì ngài Đức Phật đắc được các thần thông, thì vì đắc được các thần thông cho nên chúng ta mới suy ngược lại là ngài đã hành Kasina. Bởi vì nhà các đề mục Kasina là cái cách hành để mà có thể đạt được thần thông. Then here all are Vietnamese. Và ở đây toàn những người Việt Nam. Excluding me. Trừ tôi đúng không? The proof of Vietnamese is speaking Vietnamese. The proof of Vietnamese is speaking Vietnamese. Speaking. Yes. Và giống như ở đây cũng vậy, toàn là những người Việt Nam đúng không? Thì người Việt Nam thì nói tiếng Việt. Then Vietnamese also like mushroom, right? Mushroom. Và người Việt cũng thích nấm đúng không? Without mushroom, Vietnamese cannot survive. Nếu không có nấm thì người Việt không thể sống. Right? Without rice? No, mushroom, no. No? No, that's good. Okay. Rice, okay, yeah. Right? Rice. Vậy thì ngài nói là người Việt Nam ăn món chính là cơm đúng không? Nếu không có cơm thì người Việt Nam không thể sống. How many Vietnamese be like Abhishek? Huh? Okay, another one. Poisonous Sri Lanka. Without coconuts, there is no Sri Lanka. Giống như người Sri Lanka ấy, nếu mà họ không có dừa thì họ không ăn dừa thì họ sẽ không phải là người Sri Lanka. Ở người Sri Lanka họ ăn rất là nhiều dừa. So Vietnamese have Vietnamese noodle, Myanmar have Myanmar noodle, Chinese have Chinese noodle. Việt Nam thì có món mì Việt Nam mà mình hay gọi là phở đấy. Thì miếng Điện có món mì của miếng Trung Quốc, có miếng mì của Trung Quốc. Okay, similarly, now the proof of prejudice. Without ekasinas, we cannot attain sacred powers. Cũng giống như vậy, khi mà ví dụ như người Việt nói tiếng Việt, còn nếu mà người đó nói tiếng Việt thì chúng ta biết người đó là người Việt. Thì khi mà Đức Phật á, ngài trong ngài đắc các thần thông thì chúng ta biết là ngài đã hành Kasina, bởi vì nếu mà không có sanh Kasina thì sẽ không có hành Kasina thì sẽ không đắc được thần thông. So Bodhisattva practice in Kasinas up to 8 attainments in every Kasina. Và Đức Bồ Tát đã hành, Đức Phật đã hành 8 Kasina và đắc đã hành các Kasina và đắc được cả 8 thiền chứng của mỗi Kasina. And all this time will be very new to all the Kasina here, right? Và có tất cả 10 Kasina thì tôi nghĩ là 10 Kasina, tề mục Kasina này có lẽ là hơi mới, hơi lạ đối với những cái thính giả ở đây. You know, I should list out 8 Kasina. Fine, so you better ask Ravana, ask Raja. Fire, wind,
ta sẽ nắm màu black, đen, yellow, vàng, red, đỏ, white, trắng. So when focusing in one of these casino, we can also take up to 7-8 minutes. Và khi mà chúng ta hành đề một casino này và tập trung trên đề một của casino này thì chúng ta có thể được đắc được 8 thiền chính ở mỗi casino. The after that we also have to train 40 ways of training mind. Và sau đó chúng ta phải hành 14 cách hướng luyện tâm. Now we can take second power. Trên cái đề mục casino này hành 14 cách hướng luyện tâm thì có thể đạt được thần thông. Okay, here Bodhisattva also attain the first sakya power, recollecting or knowing all his past existences. Đức Bồ Tát đã đạt được cái thần thông đầu tiên, đó là nhớ lại tất cả các kiếp quá khứ. The second sakya power Buddha also can see all the divine beings, all the Buddha also can hear all the divine sounds. Và Đức Phật đắc được thần thông thứ hai là có thể thấy được tất cả các chúng sanh, tất cả các cảnh giới. Then, finally, Bodhisattva also attained Arhatship together with Sabinidhyana, all the saints. Và cuối cùng Đức Phật đắc được cái thần thông chứng minh thứ ba, đó là lậu thần thông các quả vị A La Hán, nghĩa là làm không còn một cái tiền não ghi sót nào quả vị A La Hán cùng với trí của bậc chánh đẳng chánh giác. So to become Buddha, Bodhisattvas have to fulfill the parami. Để trở thành một vị Phật, Đức Bồ Tát đã phải bồi bổ ba la mật rất là nhiều. Then similarly, to attain Nirvana, we must fulfill paramis. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta muốn đắc được Niết Bàn, chúng ta cũng cần phải bồi bổ ba la mật. As conclusion, I have to introduce 4 things to all the listeners here. Tóm lại, tôi muốn giới thiệu với quý vị 4 điều. Then, the first one, Sabba Sambara. Sabba Sambara means everything. It is the good. We have to do everything. Okay. If it is the good, we have to do all the good things, every good things. Điều thứ nhất, Sabba. Sambara nghĩa là chúng ta cần làm những điều tốt, điều thiện. So here good means it's good for ourselves, good for others. This is called good. Như thế nào gọi là điều tốt, điều thiện? Nếu điều đó mang lại lợi ích, là mang lại sự tốt đẹp, an vui cho bản thân chúng ta và mang lại sự lợi ích tốt đẹp, an vui cho người khác, thì đó gọi là điều tốt, điều thiện. So it's good for ourselves, but not good for others, or very harmful for others. We must not do that kind of things. Nếu điều đó tốt cho mình, nhưng mà nó lại hại người khác, thì chúng ta không nên làm. Đó không gọi là điều tốt, điều thiện. Then the next one. If useful for others, but very harmful for ourselves. If you are brave enough, if you think that you may not regret anymore, you can do it. Một điều nữa là nếu cái điều đó nó tốt cho người khác, nó đem lại lợi ích cho người khác, nhưng mà nó lại không đem lại lợi ích cho mình và nó có khi làm tổn hại tới mình. Và nếu mình suy nghĩ là mình làm điều này mình sẽ không hối hận, thì lúc đó quý vị có thể làm điều đó được. Then, if harmful for both ourselves and others, this that then is totally. Còn nếu điều đó không tốt cho mình, điều đó hại mình mà cũng hại người, thì đây là một điều không tốt, không thiện lành, chúng ta không nên làm. So the first thing, Sabba Sambara means we have to do all the good things. Vậy điều thứ nhất chúng ta cần phải nhớ là
cần phải làm tất cả các điều tốt điều thiện lành. This is also the foundation of Barami. Đó cũng là nền tảng và căn bản của các ba la mật. Second one. Điều thứ hai. Nirandara. Nirandara. Continuity. We must fulfill Barami continuously. Là cái sự liên tục, sự thường xuyên mà chúng ta cần phải bồi bổ ba la mật một cách liên tục, một cách thường xuyên. Then after practicing sometimes, if we are lazy, we may not practice continuously. It can be parami, but not tamasya. Nhiều khi chúng ta thực hành thiền hoặc thực hành giới hoặc thực hành này kia một thời gian cái sau khi chúng ta bỏ không thực hành nữa thì lúc đó có cái điều này nó có thể những cái giai đoạn chúng ta có thể những cái giai đoạn chúng ta thực hành thì chúng ta gọi là có thể tích lũy ba la mật nhưng mà những cái ba la mật này nó không có được mạnh mẽ bởi vì nó sẽ nó không được thực hành một cách liên tục. This one, chỉ là this means we have to fulfill parami for a long time. Điều thứ ba, Chirankara, là chúng ta cần phải bồi bổ ba la mật một cách lâu dài. We have to provide. Rome wasn't built in one day. Sorry. He brought up. Rome wasn't built in one day. Okay, no, no, wait. Ho Chi Minh City wasn't built in one day. Ho Chi Minh City wasn't built in one day. Ho Chi Minh City was not built in one day. Ví dụ như khi thành phố Hồ Chí Minh người ta không thể trong vòng một ngày mà xây dựng lên một cái thành phố lớn như vậy. How long does it take to become Ho Chi Minh City? Và cái thành phố Hồ Chí Minh nó có cái lịch sử bao nhiêu năm? More than 300 years. Okay, so maybe you must fulfill parami around 300 years. Và cũng như vậy đó, quý vị nhiều khi cần phải bồi bổ ba la mật liên tục trong 300 năm chẳng hạn. Maybe longer than that. Hoặc là nhiều hơn. Okay, the last one. The most important one. Sakaccha. Respectfully practice. Và cái điều thứ tư là một điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh. Đó là sự tôn trọng cái sự thực hành của mình. Yeah, one more thing. We have to respect our value. We also have to respect others' value. Và chúng ta cần phải tôn trọng cái giá trị của mình và cũng cần phải tôn trọng cái giá trị của người khác. So this is the way of Barami. Đây là một cái cách thực hành ba la mật. If you can fulfill Barami, then finally, as you have experienced, you can experience deathless happiness. Nếu quý vị bồi bổ ba la mật một cách liên tục, một cách lâu dài, một cách tinh tấn, thì và nếu mà quý vị có ước nguyện, thì một ngày nào đó quý vị sẽ đạt được cái sự bất tử. May all be able to practice Buddha teaching and may all be able to realize Nirvana. Cầu cho mong cho quý vị có thể thực hành giáo hóa của Đức Phật và có thể chứng đắc được Niết Bàn. Sa du sa du sa du. Okay, is there any question now? Có câu hỏi nào không? Bali grammar,
gender is the most difficult. Ở trong cái tâm tạng Bali thì cái cái giống ấy là khó nhất, giống đực giống cái trong tâm tạng Bali gọi giống như tiếng Pháp á, chỉ là giống đực giống cái được trung tính. Then among the monastery or kutis, Sima is the most difficult. Và giữa việc ở giữa trường thiền Cốc Liêu thì cái Sima là cái khó nhất. Then among the rope offering, Petina is the most difficult. Và giống như vậy giữa cái việc trong cái việc cúng dường y phục thì cái việc Petina dường Petina là khó nhất. Okay, now about Sima, right? Sima means we have to make boundary, special area for all the Sama activities. Tôi sẽ giải thích sơ về Sima. Cái Sima là cái cương giới, cái ranh giới mà trong cái phạm vi đó, cái diện tích đó thì chư tăng sẽ hành những cái tâm sự, những cái hoạt động của chư tăng. Actually, there are many types of Sima. Thật ra có rất nhiều loại Sima. They are very, very wrinkly, right? They were very white. Nó rất là, trong cái việc Sima này nó rất là rộng, nó có nhiều thứ cần phải nói. Ở đây tôi chỉ nói một cách ngắn gọn thôi, đơn giản. Okay, according to this area. Possibility for this area, right? Ví dụ như ở cái chỗ này. You have river. This also Sima. Quý vị, nếu mà quý vị có sông thì đây cũng là một cái Sima tự nhiên. But you also have sea, ocean, right? Sea also Sima. Biển cũng là một Sima. Now one village means that is the land or the area that belongs to one government in the village is also called one Sima. Trong một cái làng, ví dụ như chỗ mà đất công, chỗ đó không có người sở hữu mà thuộc chính phủ thôi, thì nó cũng có thể được xem là một cái Sima. For example, we are going to ordain in this monastery. Ví dụ như chúng ta chuẩn bị làm lễ xuất gia ở trong cái chùa này. But we don't have Sima hall. Nhưng mà chúng tôi, nhưng mà chúng ta không có cái nhà Sima, cái sẵn Sima. But we don't have that kind of set of Sima here. Và lúc đó thì không thể lập cái Sima như mới vừa rồi chúng ta làm. If we do ordination, nếu mà chúng ta làm lễ xuất gia, we must ask some men or women to wait and watch in the highway. How many people come into that village? Và lúc đó ta phải nhờ một vài người nam hay người nữ đứng ở những cái chỗ đầu đường đi vào làng để xem có vị tỳ kheo nào đi ngang qua hoặc đi vào làng hay không. So one more thing, ordination means we have to ask agreement from the sangha. Và một điểm nữa là cái việc xuất gia cần phải hỏi được sự đồng ý của chúng ta. So all the sangamas sit in one place together. Và tất cả chúng ta phải ngồi chung một chỗ. The two bhikkhu must not farm more than two cubits and one span. Và giữa hai vị tỳ kheo thì không được ngồi cách nhau quá một khuỷu tay và một gian tay. It must be very close. Và nó nghĩa là nó hơi gần nhau. So in one people ask, we are the same Sima, because one village is one Sima. So one people is outside, all are in one group, so separated. We don't know that people agree or not. That's why that command, that ordination is not successful. Và khi mà ví dụ như chúng khi một người muốn xuất gia thì cần phải có sự đồng ý của chúng tăng. Khi mà chúng tăng này đang họp lại và đang ngồi và đang đồng ý cho người đó xuất gia và đang ngồi ở cái khoảng cách mà theo giới luật cho phép là không xa quá hơn một khuỷu tay và đã đồng ý cho người xuất gia và đang làm lễ xuất gia thì có một cái người tỳ kheo khác đi ngang qua đi vào hoặc đi ngang qua đi vào trong làng thì cái người đó lại cách xa chúng tăng và lại không biết là cái người đó có đồng ý cho cái vị này xuất gia hay không. So that means
Now we have Sima, felt Sima already. We call separate Sima. Và vì lý do đó nếu mà là cái Sima tự nhiên như là làng hoặc là biển hoặc là sông, mà nếu mà đang làm tăng sự như vậy mà có một vị khác đi ngang qua mà không đồng ý với cái tăng sự này, không đồng ý với cái sự quyết định của chúng ta đang ngồi chỗ này, thì cái việc tăng sự đó nó không thành công. Nhưng nếu mà bây giờ chúng ta đã thiết lập Sima, thiết lập tương giới Sima, thì đây là giống như một cái Sima hoàn toàn riêng biệt. Và dù cho có làm tăng sự gì trong đó của chúng ta, thì ở ngoài có các vị khác đi ngang qua cũng không có bị ảnh hưởng, và cái tâm sự này vẫn thành công. So if there are only one people, all other people are outside the Sima, one people go to the Sima, you can also do its own chanting. Và nếu mà có các vị tỳ kheo, nhiều vị tỳ kheo khác ở ngoài Sima, mà chỉ có một vị tỳ kheo ở trong Sima thôi, thì khi một vị tỳ kheo ở trong Sima này vẫn có thể làm một cách thành công. So Sima is that only two people also, okay, that's two, Pali Mokka or anything in the Sima. Hoặc là hai hoặc ba vị tỳ kheo có vẫn có thể làm cái ví dụ tụng giới thành công trong cái Sima đó. So we don't need to worry about any decision they could see. Và không cần phải lo lắng về những cái vị tỳ kheo bên ngoài đi ngang qua hoặc đi vào trong lúc đó. Actually, we have many, many kinds of Sima. Okay. There were very, very minor details. You wish to know that study Vinaya. Và thật ra có rất nhiều kiểu, rất nhiều loại Sima. Nếu mà quý vị muốn biết một cách chi tiết thì cần phải học giới. Okay. Yeah. Any other? Sa. Có câu hỏi nào nữa không? All the listeners are totally new, right? Những cái người ở đây toàn là mọi người mới không có mà. They have long time course knowledge. Yes. Not really long but long course, but no real basic. Okay. Not all. Any more? Now we make a call high call. 5 minutes. No more. May I have a question? Okay. For the metta, metta bhavana and also metta meditation, in the Pali is different with the translation in English. For example, when the metta shape metta, may all be happy. What happy? Yeah, mind and body happy. But actually, in the Pali, the meaning is different. What I see in the knowing and seeing, it translates in different ways. Sure. So, I don't know that the translation in knowing and seeing is correct because it's different with the Pali meaning. Okay, so we will ask you the Pali words first, right? Or you can ask the question into Vietnamese. Negative, no enemies or no danger. So we will translate
may I be free from danger, or may you be free from danger. This is a dilemma. Trong cái bài viết tâm từ, các tâm từ có chữ avera, a nghĩa là không, vera nghĩa là nguy hiểm, nguy hại, thì avera nghĩa là không nguy hiểm, nguy hại. Thì khi mà chúng ta niệm cái tâm từ, ví dụ như nguyện cho tôi không bị những nguy hiểm, nguy hại, nguyện cho người đó không bị những nguy hiểm, nguy hại, thì cái tiếp dịch này nó được chấp nhận. Then the second formula, abhyapatro homi or abhyapaccha hundu. Here, abhyapaccha, we come from abhyapada. Okay, could we say it easier way? Abhyapada means a kind of process. Okay, let's try the box. Cái câu thứ hai, abhyapaccha, thì abhyapaccha có nghĩa là dosa, abhyapaccha means dosa, có nghĩa là sự sân hận. Có 8 loại sông. Okay, yeah, one more thing about dosa. If we say dosa, it covers grief, lamentation, anger, hatred. Nói về tâm sân thì thật ra tâm sân không có nghĩa là sân giận giận dữ không, mà tâm sân nó cũng gồm có tâm buồn rầu, tâm khó chịu, tâm than khóc, buồn đau. So if we understand easier way, unpleasant feeling in the mind, or unpleasant feeling in the mind is called dosa. Nói một cách khác, chúng ta có thể dễ hiểu là khi mà tâm chúng ta khởi lên cái sự khó chịu thì đó chính là cái biểu hiện của tâm sân. And so to be very painful in your mind, this is called dosa. Hoặc là khi mà chúng ta có sự đau đớn trong tâm thì cũng đó là một biểu hiện của tâm sân. So another one, if we see dosa, spoil the mind, destroy the mind. Spoil. Spoil or destroy. Destroy the mind. This is called dosa. Yes. Destroy out, you see. Destroy out of the mind is called dosa. Hoặc là nói một cách khác, cũng một cái cách nữa để định nghĩa về cái tâm sân là khi mà cái tâm nó bị hủy hoại, tâm nó bị giống như nó bị những cái sự sân hận, nó bị quấy phá thì cũng là một dạng tâm sân. So the tradition here says, may I be free from mental pain or mental suffering. Always 100% correct, it's acceptable. Và để giải thích cái đó, khi mà cái chữ mà có nghĩa là không sân hận, thì nếu mà dịch qua một cách đơn giản là nguyện cho tôi thoát khỏi khổ tâm, thì nó cũng được chấp nhận. Cái nghĩa nó cũng nâng lên. So, but in my translation, it's a bit easier. Yes. So we, if we say abhyapaccha, we also use grief and sorrow. Maybe mm-hmm. grief from grief and sorrow, for example, that kind of thing. Huh? Mm-hmm. So it covers almost all the mental pain. Và cái bài dịch tiếng Anh là nguyện cho tôi thoát khỏi khổ tâm, nhưng mà cái bài dịch tiếng Miến thì nó đơn giản hơn, thì nó là nguyện cho tôi không còn những đau khổ, sầu khổ. And that's why it says anigo, omigo, anigam, too. Anigam means this is pain in the body or suffering in the body. This is called anigam. Một từ nữa là aniga. Aniga có nghĩa là thân nó có sự khó chịu, sự đau đớn. So may I be free from bodily pain. This is also acceptable. Và nếu mà dịch ra là nguyện cho tôi là thoát khỏi những cái sự sân hận, những cái sự khổ thân thì vẫn được chấp nhận. Then sukhi adanam pariharantu. This one is a very very difficult translation. Và cái câu cái tiếp là sukhi adanam pariharantu thì cái câu này khó và dịch okay. Tức là dịch mà cái nôm na thì dễ nhưng mà dịch cho chính xác từng câu từng chữ thì hơi khó diễn tả. So I will give one for one translation. Sukhi means happily.
Giờ tôi sẽ dịch nghe từng chữ từng chữ. Sukhi có nghĩa là an lành, hạnh phúc. Because I'm not just sukhi, being peaceful. Mm. Then Atana, oneself. Atana thì là chính tôi, chính bản thân mình. Priharanti means sustain. Priharanti là nghĩa là duy trì, dịch chữ. So may I be able to sustain myself happily. À, cái tức cho nên cái câu đó được dịch có nghĩa là nguyện cho tôi vẫn duy trì gìn giữ được những cái sự an lành. Then because of another way, may I be able to sustain myself peacefully. So anyway, now in every translation, you just mention may I be well happy. Và thật ra là trong những cái bản dịch thông thường thì hay nói là mong cho tôi luôn được khỏe mạnh, em vui. And that's why mostly when I get Dhamma talk, if I'm going to use Pali words, I will not translate very easily. Và đó là lý do mà nếu mà khi mà tôi giảng pháp ấy, nếu mà tôi hay nói về tiếng Pali thì tôi ít có không dịch một cách dễ dàng vì nó rất là nhiều ngữ nghĩa. For example, today I have to talk about Sada, faith. Ví dụ như hôm nay tôi đã nói về Sada, nghĩa là tín, về đức tin, niềm tin. Now I have to introduce what kind of faith is called Sada. Yeah. Right. Khi nói điều đó, tôi phải nói về có bao nhiêu loại tín, có bao nhiêu loại đức tin. Okay, now, anyone else? Rồi, dạ, còn ai hỏi nữa không? Because so they wouldn't scare me, maybe. Right? She asked us when share the metta to those who we hate or to those who we like enemy. How to share the metta to the enemy? It's not for beginners. Và có một người hỏi rằng làm sao để rải tâm từ đến những người mình có on trái, thì thành viên nói là rải tâm từ đến người on trái thì không có phải là dành cho người mới bắt đầu. Okay, now I'll get only one formula. Bây giờ tôi chỉ đưa ra một cái phương pháp. First, generally, we have to yourself, may I be free from danger. Đầu tiên chúng ta rải tâm từ cho chính bản thân mình mà mang nguyện cho tôi thoát khỏi mọi hiểm nguy. So you can visualize your own image, and you also have to wish yourself to be free from danger, that relates to being free from danger again and again. Và chúng ta hình dung ra cái vẻ mặt của mình và chúng ta nguyện cho tôi thoát khỏi hiểm nguy. Then, if you can really make it very well, the next step. You have to choose respect for your own sex. Then really make time to him or her. May he be free from danger or may she be free from danger. Và bước kế tiếp chúng ta rải tâm từ đến người chúng ta kính trọng, thì chúng ta nên chọn cái người có cùng giới tính với người mình. Rồi sau đó chúng ta hình dung cái hình ảnh người đó bằng rải tâm từ nguyện cho người đó, cô đó hoặc là người đó được thoát khỏi những cái sự hiểm nguy. Then you also have to visualize his or her image. Then really make it to him or her again and again. Chúng ta rải tâm từ như vậy lặp đi lặp lại nhiều chưa? Then again, you have to really make it towards dear person of your own sex. Và kế tiếp chúng ta rải tâm từ đến những người chúng ta yêu mến nhưng mà là người cùng giới với mình. Then a different person. If you can meditate very well, if you can really meditate very well, finally you can really meditate towards your enemies. Thì chỉ sau khi mà đã hành qua các bước và rải tâm từ đến bản thân, rải tâm từ đến người kính trọng, rải tâm từ đến người thân yêu, thì bước cuối cùng là rải tâm từ đến người không yêu không ghét. Thì bước cuối cùng chúng ta mới có thể thực hành việc rải tâm từ đến những người on trái, những người ghét.
So that's why relating mantra to one's enemy is not for beginners. Đó là lý do vì sao muốn rải tâm từ tới người bên trái thì không phải là cái dành cho người mới bắt đầu.
question? Okay, we will share very nice. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiêm cúng. What question? Có câu hỏi à? No one thing. Okay. Rồi we will share very nice. Ta chiêm cúng, đọc theo màn. Rồi đi ăn cơm đi. Idam me bunyam. Idam me bunyam.